Sơ kèo bóng đá AS Roma gặp Lecce, thời gian diễn ra là 3 giờ, ngày 21 tháng 1 năm 2022 theo giờ Việt Nam. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi, lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Sơ kèo trận đấu AS Roma gặp Lecce, phong độ của AS Roma 5 trận gần nhất. Phong độ gần đây của Roma là rất tệ, khi 4 lượt trận gần nhất tại Serie A, họ chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 2, trong đó từng bị Sampdoria cầm hòa ngay trên sân nhà và thắng lợi duy nhất trước Cagliari với tỷ số 1-0 trên sân nhà. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho đang kém top 4 của Serie A tới 7 điểm, nhưng đá nhiều hơn một trận. Phong độ sân nhà gần đây của đội chủ sân Olympico là không mấy khả quan, khi 5 trận gần nhất chỉ thắng Spezia và Cagliari. Phong độ của Lecce 5 trận gần nhất. Lecce đang nằm trong top 5 đội có thành tích tốt nhất lúc này tại Serie B. Thậm chí, họ đang kém đội xếp thứ 2 là Brescia đúng bằng một trận thắng, nhưng vẫn còn một trận chưa đá. Phong độ gần đây của đội chủ sân Via de Mare là khá ổn, khi thắng 3 trên 4 lượt trận gần nhất tại Serie B. Ngoài ra, các cầu thủ Lecce đã xuất sắc đánh bại đại diện đến từ Serie A là Spezia với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách. Đó cũng là thắng lợi thứ 3 trong 4 chuyến làm khách gần đây. Soi kèo tài xỉu AS Roma gặp Lecce, tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra hiệp 1 của trận đấu là 1.25, còn mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 2.75. Ở 4 trên 5 lần đối đầu gần đây của hai đội đều có không dưới 3 bàn, trong đó Lecce từng thắng đối thủ này với tỷ số 4-2 ở trận lượt về Serie A mùa giải 2011-2012. Ngoài ra, hàng thủ của AS Roma cũng không đánh giá quá cao khi đã nhận tới 28 bàn thua sau 22 trận đấu tại Serie A, trong đó nhận tới 7 bàn thua ở 3 lượt trận gần nhất. Vì vậy khả năng nộp tài ở trận này rất dễ xảy ra. Soi kèo nhà cái châu Á. Ở trận này nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho kèo cả trận là Roma chấp đối thủ 1.5 trái. Với phong độ cực kỳ nghèo nàn trong thời gian gần đây, đã khiến AS Roma thua kèo cả 4 trận gần nhất, trong đó chỉ có thắng lợi nhọc nhằn trước đối thủ không đánh giá quá cao là Cagliari. Trong khi đó, dù đang thi đấu tại Serie B, nhưng Lecce đang là một trong ưu kỳ viên sáng giá cho suất thăng hạng. Hiện họ đang có phong độ rất ổn, vì vậy kèo dưới sẽ là sự lựa chọn không hề tồi. Đây là những tư vấn của chúng tôi về kèo đấu dành cho anh em. Chúc anh em sẽ đưa ra được lựa chọn mạnh chiến thắng. Hãy để lại ý kiến dưới comment và cùng bàn luận với chúng tôi nhé. Dự đoán tỷ số trận đấu, AS Roma thắng 2-1 Lecce. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi. Chúc cho anh em sẽ có một cái nhìn thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình. Và đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những bản soi kèo hay và sôi động nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.